Ngồi đây và thực ra mình đã không biết phải làm cái nội dung gì cả. Mình hiện tại chưa chưa nghĩ ra được cái gì. Sách cần cho cái nội dung đấy thì lại chưa đủ. Mình đọc chưa đủ để làm được một cái content nào cả. Thế nên là mình đã tìm cái book tag ở trên mạng để xem, để trả lời. Thì cái book tag đầu tiên mà như vậy là cái video này coi như sẽ không chỉnh sửa gì, tức là nó sẽ là một cái long shot luôn, từ đầu đến cuối không có edit gì hết. Thế là tự dưng mình cũng tiết kiệm luôn được cả thời gian được edit nữa. Cái câu 1 ấy là bạn thấy hứng thú nhất điều gì cho năm 2023? Cái điều mình hứng thú nhất có lẽ là liên quan đến công việc thôi. Nó sẽ là những thử thách mới, những khó khăn mới. Sẽ không không có gì là cái gì cao sang quá đâu với mình. Nhưng với mình thì hiện tại thì vấn đề mà cần cần nhất là liên quan đến công việc, thì đây năm nay sẽ là một năm với mình sẽ là biến động công việc. Câu số 2 là bạn có một cái thử thách Goodreads nào không và tại sao lại con số đó? Thì đương nhiên mình vẫn có cái thử thách là đọc, thì như mình lấy 80 quyển sách, năm ngoái mình cũng 80 quyển sách đọc trong năm theo cái thử thách Goodreads và mình đã vượt con số đấy. Năm nay mình vẫn là 80 thôi, mình cũng không có ý định tăng hay giảm gì. Với mình thì đến một con số khá là khả thi và nó không quá nhiều, không quá ít với mình. Và nó vừa đủ thế thôi, bởi vì mình cũng không quá là áp lực là mình phải đọc đến hàng trăm quyển hay là thế nào cả. 80 là vừa đủ. Câu số 3, 3 quyển sách mà bạn đoán sẽ 5 sao nếu có đọc trong năm nay, thì mình có 3 quyển này. Thì thực tế là đây là cả ba tác giả người Nhật. Đầu tiên là cuốn Nhật ký Già Si của Tanizaki Junichiro, thì như các bạn biết là của tác giả này là mình rất là thích rồi. Mình đã có đọc mấy cuốn của hai cuốn tác giả này và mình đều cho điểm rất là cao. Cuốn Nhật ký Già Si này lại không cũng lại thuộc về cái gu theo kiểu một ông già dâm đãng, một ông già 70 tuổi viết nhật ký để ghi lại cuộc đấu tranh của mình với cơ thể già nua đang mục nát cùng ham muốn nhục dục với cô con dâu xinh đẹp Sachiko gợi tình. Hình ảnh một ông già điên rồ khao khát dục tình đáng thương và lố bịch được khắc họa một cách tinh tế nhưng tàn nhẫn. Bây giờ đọc này thì mình mới thấy là nó khá là có. Cái cuốn mình cũng đọc vừa rồi là cuốn Khao khát yêu đương của Yukio Mishima, thì cũng có cái chi tiết về ông bố chồng và cô con dâu ấy. Mình thấy nó rất là ghê thực sự. Ý là trong chuyện đấy tại sao cô con dâu lại có chấp nhận điều đấy được nhỉ, hay cái thời kỳ đấy thì bao bủng như thế hay nào, mình không rõ nữa. Cuốn Nhật ký Già Si sẽ là một cuốn này. Cuốn thứ hai thì cũng chỉ là của tác giả mình vừa nhắc đến tên, đó là cuốn tác giả Yukio Mishima, và cuốn này cũng bán mạng. Cuốn vừa rồi mình đọc là cuốn Khao khát yêu đương của tác giả này, mình cho 4 sao, mình rất là thích cuốn Khao khát yêu đương và cũng rất là bất ngờ bởi một cú twist cuối cùng chuyện nữa. Thì cái cuốn bán mạng này thì thấy bảo là nó có vẻ hài, nhưng mà kiểu hài châm biếm, chắc là nó cũng hơi dạng như là hài đen nhỉ. Nghe bán mạng nó có vẻ hài, đúng rồi, thể loại hài hước đen châm biếm kể về hành trình đi tìm cái chết của một người viết quảng cáo. Nhìn bề ngoài thì anh ấy có cuộc sống đáng ngưỡng mộ, nhưng thực tế trong nội tâm là sự choáng ngợp bởi viễn cảnh vô nghĩa của cuộc đời. Anh cố gắng tự tử để cầu mong được thấy một thế giới trải rộng và tự do tuyệt vời phía trước nhưng mà bất thành. Thế là anh đăng tin giao bán mạng sống của mình trên mục giao vặt của một tờ báo, và từ đó cuộc sống của anh bị đảo lộn khi anh bắt đầu chấp thuận các lời đề nghị ngày càng kỳ quái của những người có nhu cầu mạng sống, mặc cho mục đích của họ lố bịch cỡ nào. Nghe thú vị, giao bán mạng sống của mình ở trên báo. Chưa chưa từng nghĩ sẽ có một cái kiểu nội dung nó như này. Đọc thử cho biết. Cuốn thứ ba cũng là một tác giả mà mình từng đọc hai cuốn trước là Sứ Tuyết với cả Hồ ấy, đó là Kawabata Yasunari với cuốn Tiếng Núi. Ơ, Yachunari chứ nhở? Hay Yasu rồi à? Mình nhớ là mình còn mua cả cái quyển Những người đẹp xanh ngủ hay là đẹp và buồn nhỉ. Một cuốn này đi đâu rồi? Bây giờ mới nhận ra là mình vẫn còn một cuốn này của tác giả này. Đó ở đâu nhỉ? Thôi tí nữa phải tìm lại được. Tiếng Núi, một cuốn sách chấm rất là đẹp đúng không? Thì mình đó là mình chắc cũng cho 5 sao thôi, bởi vì cách viết nó rất là hay, nó rất là uyển chuyển, có gì đó nó rất là lãng mạn.
gợi gợi cảm hứng. Đây là cuốn thứ ba. Ngoài ra thì mình cũng khá là kỳ vọng vào một cuốn nữa, đó là Silver Nitrate của Moreno, Silvia Moreno, tác giả cuốn Mexican Gothic ấy. Silver Nitrate là một cuốn kinh dị liên quan đến phim ảnh. Thì mình đang chờ đợi của cuốn đấy nữa. Câu hỏi tiếp theo là câu 4 này. Thể loại hay là nói chung thể loại hay là một cái chốt mà bạn muốn đọc nhiều hơn? Chốt thì mình thấy mình đọc bên nói chung nó cứ hay là được với mình thì cái chốt nó không quan trọng lắm. Nhưng mà về cái thể loại thì mình vẫn muốn đọc nhiều kinh điển này. Ví dụ những cái cuốn này có thể tạm gọi là những cuốn kinh điển được. Đúng không? Ngoài ra thì là các cái kinh dị nhiều hơn. À, và mình vẫn muốn đọc nhiều trinh thám cổ điển hơn, những cái cuốn trinh thám mà của Nhật này. Mình đã tìm được một số những cái tựa sách trinh thám của Nhật và những cái cuốn sách trinh thám cổ điển mà liên quan đến án mạng trong phòng kín. À, cái án mạng trong phòng kín nó cũng có làm thể loại rất là nổi tiếng ở Nhật. Thì đấy cũng là cái mà mình muốn đọc nhiều hơn. Kinh điển nhá, sách kinh điển là một nhá. Thứ hai là kinh dị mình vẫn muốn đọc nhiều hơn. Năm ngoái thực tế là đọc rất là ít kinh dị. Thứ ba đó chính là những cuốn trinh thám cổ điển. Thế thể loại nhiều nhất là trong phòng kín và là đọc của Nhật này hay là của một số nước khác nào đấy. Tiếp theo, câu số 5 là cái chốt nào mà bạn nghĩ sẽ trở nên nổi tiếng, phổ biến nhất trong năm 2023? Thì mình nghĩ là thực ra mình không biết đâu. Mình đang xem một cái booktuber trả lời câu hỏi này, là booktuber tên là Typical Books, là chuyên về kinh dị, à sách đọc đọc sách kinh dị nhiều. Thì chị ấy có nói là, hay là cô, mình nghĩ xưng là chị, có nói là cái thể loại mà có thể nó sẽ phát triển và nổi tiếng đó chính là thể loại sci-fi horror kinh dị nhưng mà kết hợp với cả sci-fi. Như năm 2022 thì có cuốn Dead Silence của Esteban là kết hợp giữa sci-fi với cả kinh dị. Và trong 2022 mình cũng có đọc một cuốn là Sáu Đợt Thức Tỉnh, cũng là kết hợp, à thì lại là kết hợp trinh thám với cả sci-fi. Ngoài ra tác giả Merla Ferti, tác giả của Sáu Đứa Thức Tỉnh cũng có ra mắt một cuốn mới trong năm nay hay sao ấy, là cũng là trinh thám với cả sci-fi, cho nên có thể khả năng thì đúng là cái thể loại mà kết hợp sci-fi với cả trinh thám hoặc là kinh dị nó sẽ rất là nổi tiếng, nó sẽ là phổ biến ý, và sẽ thu hút được nhiều người đọc hơn ý, vì đây là một cái thể loại chúng ta cần sẽ cần có nhiều sự đầu tư về công sức này, nhưng mà lại cho ra được những cái idea nó rất là hay, nó có cái gì nó khác đi so với những cái thể loại kinh dị hay là trinh thám mà chúng ta hay đọc ấy. Thì mình nghĩ là sci-fi mà kết hợp với kinh dị hoặc là trinh thám thì sẽ khá là hot đấy, nếu biết cách viết được. Câu số 6 là ba cái mục tiêu về sách trong năm nay của bạn là gì? Trong năm nay thì như mình nói thôi, mình sẽ đọc cố gắng đọc nhiều những cái sách của Stephen King. Mình nghĩ là để đọc sách của Stephen King nhiều hơn này, là câu số 1 là cái thứ nhất này. Thứ hai là đọc sách của không phải Stephen King mà là đọc sách kinh dị, sách kinh dị. Không, nhớ nhầm, mẹ nhớ nhầm sang đây nhá. Thứ nhất là đọc sách của Stephen King, phải làm một cái vlog riêng về sách của Stephen King. Thứ hai, sách về phòng kín, ám mạng cho phòng kín. Và thứ ba là kinh điển. Kinh điển đấy, đấy là ba ba thể loại, gọi là ba thể loại nhưng mà nó sẽ thành ba mục đích luôn, ba cái mục tiêu luôn ấy. À thôi, mình nghĩ là không, thực ra thực tế là tất cả những cái đấy thì phải là chỉ là một mục tiêu thôi, nó là liên quan thể loại mà. Những cái thứ hai thì mình nghĩ là có thể là làm các cái video mà nó thiên nhiều về cái gì nhỉ,
thiên nhiều về họ. Mình nghĩ án rồi, thứ hai nhá, mình nghĩ là mình sẽ muốn làm cái vlog nhiều hơn, làm những cái như cái đọc sách nhiều hơn. Và thứ ba đó là thứ ba thì nên là cái gì ạ? Đọc sách Agatha Christie. Không. Có thể là cố gắng làm cái video phân tích mà nó theo kiểu không phải là review ấy, không phải review sách nhưng mà là phân tích hẳn một cái gì đó trong sách chẳng hạn. Như kiểu có thể là đọc nhiều những cái cuốn phá án phòng kín thì chúng ta tìm ra mô típ chung và mình phân tích mô típ đó, thì mình muốn là làm cái kiểu mà phân tích nhiều hơn. Nhưng mà như thế thì làm cái video này sẽ khá là tốn thời gian và có thể mình sẽ không đăng upload đều đặn được vì cần có sự nghiên cứu hơn ý. Câu số 7 là ba cái mục tiêu bản thân trong năm. Mục tiêu về bản thân thì nó có liên quan đến công việc. Của mình có liên quan công việc thì khá là nhiều, thì với công việc ấy thì mình không thể nói được vào lúc này bởi vì nó cũng không, nó kiểu mình không muốn nói trước, các bạn hiểu không? Nói trước rồi bước hôm qua ấy. Nên là những cái liên quan đến công việc thì hy vọng thì thành công thôi, chứ còn mình sẽ không nói là cụ thể nó như nào và các kiểu đâu, thì mình chỉ là hy vọng thế thôi chứ cũng không nói rõ sẽ là gì thì đấy liên quan đến công việc. Cái thứ hai nữa là về mặt tình cảm thì nó như thế rồi thì cứ để nó tiến triển tiếp thôi mà không có mục tiêu gì cụ thể hơn. Còn Lị nhỉ, học hành thì chưa thể học hành thêm, như đang học rồi thì công việc nó phải ổn định đã thì mình mới có thể có tiền đề để học tiếp về sau. Dự định về sau mình vẫn ý định là học thạc sĩ, đấy là về sau mình phải tiết kiệm tiền mới học được mà. Câu số 8 là bạn muốn bỏ lại cái gì trong năm 2022? Bỏ lại cái gì nhỉ? Mình chả thấy có gì cần gì bỏ lại cả vì hiện tại mình đang thấy rất là ổn, không gì phải bỏ lại hết. Xem năm ngoái có cái gì mà mình cần bỏ lại không? Không, chả gì cả. Thường thì chúng ta cứ nói là bỏ lại hết các tiêu cực cho năm cũ thôi để sau năm mới nó nhiều may mắn hơn. Thế thì kết thúc cái tác Booktuber New Year Chat rồi. Và nếu các bạn có những cái gì mà các bạn có thể muốn chia sẻ, những mục tiêu trong năm mới, mục tiêu về bản thân hay là sách thì hãy cứ comment bên dưới nhá. Còn hiện tại thì các bạn thấy cái phòng nó mình nó bừa bộn thì bởi vì phòng mình lúc nào như thế. Cả là mình cứ mặc đồ nhà thôi vì mình không biết phải làm gì hơn. Hẹn lại bạn cho các bạn lần sau. Bây giờ cho các bạn xem cô dê nhà mình nhé. Có thấy dê không?